Điều kỳ lạ ở đây đó chính là những cái con cá vẫn sống ở dưới nước bình thường. Bình thường. Dạ. Cây cối phát triển bình thường. Cây cối ở gần xung quanh đây vẫn phát triển bình thường. Bây giờ con sẽ để cái tay xuống coi nó. Đây là cô bác anh chị. Đây có một cái đây là cái bọt của cá sặc. Đây cô bác anh chị, để cái một cái tay xuống. Ô nước nó vẫn lạnh. Thay vì thì ở những cái nước sôi thì nó sẽ nóng hay cô? Còn ở đây nước thì vẫn lạnh. Nhiệt độ của nước thì vẫn vẫn bình thường. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì theo cái hành trình tiếp theo ở video clip này, Bùi Hồ sẽ tìm đến huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long để quay cho cô bác anh chị biết về một cái hồ nước tự sôi ở huyện Tam Bình này. Thì theo một lời của một số người dân kể thì cái hồ nước này tự sôi đã có từ rất lâu đời rồi, và chuyện thực hư như thế nào thì mời cô bác anh chị theo chân của Bùi Hồ để tìm đến cái hồ nước tự sôi nhé. Hãy đợi và chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Cô bác anh chị thì đây là một cái con cây cầu để bắc qua bên kia sông để đi tìm về cái hồ nước tự sôi. Thì cô bác anh chị thấy bề ngang của cây cầu này nó khoảng 1,5 m. À, chạy qua đây thì cũng tương đối là nguy hiểm mà cũng không có lan can nữa. Để hành trình làm một cái video clip như thế này đó thì nó cũng rất là vất vả cô bác anh chị. Thì ở đây thì ở huyện Tam Bình này thì cô bác anh chị sẽ biết một cái đặc sản đó là dừa nước đây. Ở đằng này có những cái cây dừa nước nè. Đó. Vòng quanh đây thì rất là vắng vẻ. Nước này mình có lâu chưa cô? Lâu lắm rồi, hồi đời ông bà và chồng của cô đó giờ lâu lắm. Dạ. Thì là lúc cô biết là vẫn sôi luôn rồi hả? Ừ, tại sao sôi hồi lâu dữ lắm rồi. Cái hồ này là mình nhân tạo hay là tự nhiên cô? Tự nhiên con. Dạ. Ừ. Nước sôi vậy như thế nó có nóng không cô? Không, lạnh bình thường, cây trái đó phát triển bình thường. Dạ, cây trái ở gần đó vẫn phát triển bình thường. Con có thể tìm hiểu một số thông tin là hình như là nước này có thể đốt cháy hả cô? Trên mặt nước á. Cái có lúc lâu lắm rồi, cũng như có mấy đứa ở trên Long An nó xuống, nó lấy gì nó lấy cái bịch nó chặn vô. Dạ. Làm gì nó có oxy vậy. Ồ. Ấy thì nó quẹt thì cũng có như thí dụ lửa nó cháy xanh vậy. Dạ. Ừ. Cái này ngoài dẹp cái cầu dừa đó nha. Cầu dừa. Ồ, ở đây là trước đây là tự nhiên hả cô? Đất này là của vườn nhà mình hả? Ồ, nói chung là quá lạ kỳ hả cô? Ừ. Thì thấy nó cũng bình thường vậy thôi, tại vì nghe nó lạ thì con thấy lạ vậy thôi chứ như đó giờ ở đây thấy cũng bình thường vậy thôi. Dạ. Gần gần đây thì con thấy cây đó nó vẫn mọc bình thường. Nước lạnh hả? Nước lạnh hả cô? Ừ. Để con bước xuống thử. Ừ, trước đây là ở chỗ này là mình có nuôi cái con vật phân của con nào không cô? Không, cái chuồng mình có làm chuồng đồ không? Không, kiểu để cá nó thiên nhiên nó sống vậy thôi chứ không có nuôi con gì dưới đây. Là cái hồ này là mình tự có hay là mình đào? Tự có hả? Hồi đó nó có cái ao lạng thôi. Úc về đây nè, Úc mới bắt đầu vét đồ lên, cũng như mình cải tạo vườn rồi đó. Dạ. Vét lên cho nó sâu rồi mình cho nó đẹp, kiểu như thấy người ta cũng hay lại coi đó. Dạ. Ừ. Đó là nhỏ thôi. Nhỏ, cũng như nhỏ thôi rồi cô mới bắt đầu vét. Dạ. Nhất lên cho nó sâu xuống vậy đó. Chứ đó như cái ao lạ hả? Nhưng mà hiện bây giờ cái mực nước ở dưới này nó cũng có mét mấy ạ? À? Mét mấy hả cô? Ở dưới cô mới vét lên thằng Tết. Cái này cô mới vét nữa hả? Ừ, mới vét nữa. Thằng Tết vét lá luôn rồi lên cho nó sạch nè. Ngày Tết đồ này kia người ta hay tham quan, kiểu như chỗ này chỗ kia người ta về người ta nghe lạ vậy đó. Dạ. Lá cây thì nó vẫn bình thường nè. Ở dưới đây thì khi mà mình bình thường thì mình có thấy cái có cá đồ sống không cô? Có. Cá này cái kia nó sống thiên nhiên của nó đó. Dạ. Ừ. Ồ, con thấy lạ kỳ quá. Ồ. Này, con nghe thêm trên mạng hả? Dạ, con tìm được biết hiểu một số thông tin ở trên mạng. Ừ. Thì cái hồ nước mình có khả năng tự sôi. Ừ.
Nhưng mà vậy là trước lúc cô có thì hồ nước này đã sôi rồi. Sôi rồi. Hồi đời ông bà của cô bên Trần nè. Dạ. Có một số nhà khoa học nào lại đây người ta nghiên cứu được không cô? Chưa. Ôi con thấy chỗ này là sôi nhiều nhất nè. Ôi, quá là kỳ. Đây cô cho cô bác anh chị xem kỹ lại một lần nữa về cái độ sôi của nước nè. Có những ở chỗ này là nước nó sôi nhiều nhất hay cô? Ừ. Là sôi quanh năm có khi nào ngừng nghỉ gì không cô? Không, sôi quanh năm suốt tháng đêm ngày luôn. Rồi sau này cô mới xây ở đây lại? Ừ, thì làm nhà xong á. Dạ. Cô sẵn có gặp cho cô xây lên. Lúc trước là một cái nhỏ thôi, một cái hồ nhỏ thôi. Nhỏ thôi. Nhưng mà tại sao là có cái hồ này trước đây á cô? Cô cũng không hiểu. Cô... Ai, hồi đời, mấy đời trước rồi cô đâu có biết. Cô có nghe bà truyền miệng lại không? Không, đó, như kiểu như ở ngoài này thì hồi cô về thì nói có bầu nước sôi, bầu sôi thì cô ra đây cô cũng như mình làm cỏ vườn, dọn dẹp vườn cường tược rồi nè. Dạ. Rồi bắt đầu cô mới xây kiểu như là mình nạo vét nó lên. Dạ. Nó rộng sạch đẹp vậy đó. Chứ nó có hồi đời nào đâu, cô cũng không hiểu nổi. Cô năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Cô 61 rồi. Vậy là lúc mà cô là con dâu hay là con... Con dâu. Cô là con dâu hả? Ừ. Ông xã cô năm nay bao nhiêu rồi? Ông 64 rồi con. Vậy là ông xã cô cũng không biết luôn? Ừ. Hồi đời, cũng như hồi đời ông bà trước. Dạ. Đời cô có đo thử về cái đường kính của nó là khoảng bao nhiêu không cô? Không con. À, theo ước tính thì cái đường kính mà từ cái mặt nước đó qua đây thì chắc khoảng khoảng 4 mét hay cô? Khoảng gần 4 mét. Chiều rộng của nó. À, điều kỳ lạ ở đây đó chính là những cái con cá vẫn sống ở dưới nước bình thường. Dạ. Cây cối ở gần xung quanh đây vẫn phát triển bình thường. À, bây giờ con sẽ để cái tay xuống coi nó... Đây nè cô bác anh chị. Đây có một cái đây là cái bọt của cá sặc. Ừ. Hay cô? Ừ, mình có thả cá gì xuống đây không? Không, nó tự sống nó có sống chứ cô không có thả gì hết. Dạ. Đây cô bác anh chị, để cái một cái tay. Ô nước nó vẫn lạnh. Lạnh. À, thay vì thì ở những cái nước sôi thì nó sẽ nóng hay cô? Ừ. Còn ở đây nước thì vẫn lạnh. Nhiệt độ của nước thì vẫn vẫn bình thường. Ừ. Giống như là một cái nước tự nhiên của mình. Ừ. Điều đặc biệt ở đây nó thấy sôi rất là nhiều nè. Đây chỗ thì nó sôi nhiều. Ở chỗ đó là nhiều nhất. Ừ. Vòng vòng ở đây thì vẫn có bọt sôi nè. Ừ. Wow. Rất là lạ kỳ. Cái lượng khách tham quan mà đến đây tham quan đông không cô? Cũng ít thôi, lâu lâu cũng như ở người ta có bà con ở xứ này nè. Dạ. Như khi người ta về đám tiệc hoặc là tết nếu người ta nghe ấy người ta lại người ta cũng có vậy đó. Dạ. Quá kỳ lạ. Ở đây thì trong này mình cũng ở trong sâu rồi. Ở đây là cái những cái đường này là cô do cô tự xây. Đây chỗ này là nơi mà nước tự sôi theo mình nghĩ là nó nhiều nhất. À. Thì các bạn nào mà có thấy cái hiện tượng này lạ và có thể giải thích được thì theo mình nghĩ là trước đây là do ở đây có một cái lượng mùn của từ lá cây hoặc là trước đây nữa thì nuôi nơi này là phân thải của các con vật. Rồi sau đó qua hàng trăm năm ủ thì những cái lượng sôi đó lên là của khí mê tan, khí mà làm nhiên liệu đốt để mà nấu nướng đó cô bác anh chị. Đó là chia sẻ riêng của Bùi Hồ. Còn cô bác anh chị và bạn bè có thể giải thích về hiện tượng tự sôi này thì cứ comment để lại bình luận và mình sẽ cùng nhau bàn bạc và xem sao. Điều đặc biệt là nếu như mà tự sôi ở đây thì cá nó vẫn sống bình thường.
ở nơi đây thì rất là mát. Cô ơi, cho con hỏi như thế này, cái nước ở trong hồ này đó cô, là mình có bơm vô không? Không, như thí dụ nước ngoài sông nó đầy vậy thì nó theo đường kinh đường đầu nó vô. Dạ. Còn cạn thì nó vẫn cạn. Rồi tự theo đường kinh vô đây. Cạn có khi nào cạn nhất là khoảng bao nhiêu cô? Cạn nhất là cũng còn cũng cả cả mét nước. Cả mét nước. Ở đây còn khoảng sâu khoảng hơn 1 mét. Ừ, mét rưỡi. Quá là kỳ. Điều đầu tiên mà hôm nay Bùi Hồ muốn giới thiệu cho cô bác chị đó là nước tự sôi ở huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long. Ở đây nè, có những cái đây là cái nơi bọt của cá sặc như nãy Bùi Hồ quay cho cô bác chị xem đó. Lâu lâu thì sẽ thấy những cái con cá nó lên ngớp cô. Nơi này là trước đây mình không có nuôi con gì hả cô? Không, không có nuôi con gì đây tuyệt đối. Tại này mình thấy nó cũng nên để cho nó giá gì đây. Lâu lâu thì cô sẽ nạo vét một lần. Ừ. Chừng nào mà nó cây lá cây rồi nó rụng nhiều đó. Dạ. Ở đây thì mình có xung quanh cái hồ nước này lúc cô về đến bây giờ đó, thì mình có nghe thấy cái câu chuyện ly kỳ nào xung quanh hồ nước này không? Không có, bình thường thôi à, không có cái gì mà ly kỳ hết. Dạ. Ừ. Đây là nhìn theo cô nè, đây là khu vườn của nhà cô. Ừ. Và hàng năm thì mọi người sẽ thường đến đây để mà tham quan. Ừ. Và đây là cái khuôn viên bán kính, khuôn viên của cái hồ nước tự sôi. Ừ. Ở cặp bên nhà cô. Ừ. Ở nhìn từ đây, con nhìn thấy nó lạ quá luôn. Thôi con cảm ơn cô đã chia sẻ cho con biết về cái thông tin về cái hồ nước. Rồi. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Con chúc cô sức khỏe. Rồi, an khang thịnh vượng. Dạ con chào cô. Rồi, chúc con cũng như là làm việc thành công ha. Dạ dạ.